nhiều nông dân vùng trồng điều Bù Đăng phấn khởi trước mùa vụ mới với kỳ vọng năng suất đạt cao. Giá tiêu tiến sát mốc kỳ vọng 60.000 đồng như dự báo của VPA. Thác nước Niagara gây sốt trên mạng xã hội khi rất nhiều người đến để check-in. Ước mơ bay khắp Việt Nam với dù lượn. Vừa rồi là những thông tin sẽ có trong cà phê sáng hôm nay. Quý vị đã sẵn sàng cùng Công Thanh và Minh Tuyết khám phá nội dung chi tiết. Đừng vội nha anh Công Thanh. Trước tiên thì chúng ta hãy mời quý vị khán giả thong thả nhấm chút cà phê, cũng như là ngắm nhìn phố phường buổi sáng bình yên và cùng hòa mình vào những giai điệu ấm áp, tận hưởng một chút ngày mới thật là tươi vui. Và đó cũng là cách để chúng ta tự thưởng cho mình, là cách để nạp năng lượng tích cực, để sau đó làm việc tốt hơn, lao động năng suất hơn, đúng không Minh Tuyết? Vâng, đúng rồi thưa anh Công Thanh. Niềm vui sẽ mang đến cho chúng ta những nguồn năng lượng dồi dào. Vì vậy, cà phê sáng hôm nay sẽ bắt đầu bằng những niềm vui của những người nông dân trồng điều ở Bù Đăng. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì người trồng điều ở Bù Đăng mới bắt đầu thu hoạch lác đác. Mặc dù trễ hơn so với những năm trước, nhưng không làm giảm đi khí thế phấn khởi, hào hứng đầu vụ thu hoạch. Bởi vì theo dự báo của bà con nông dân, thời tiết năm nay khá thuận lợi, vùng trồng điều Bù Đăng sẽ được mùa, năng suất đạt cao. Có khoảng 10 hecta điều, nhờ chịu khó chăm sóc, bón phân, xịt thuốc theo đúng kỹ thuật. Mỗi năm vườn điều của gia đình ông Mừng đều đạt năng suất từ 2,5 đến 2,6 tấn một hecta. Vụ năm nay, từ khi điều ra bông, ông cũng đã xịt dưỡng bông, dưỡng trái được 2 lần. Nhìn những chùm trái non đang lớn dần, chỉ độ gần 20 ngày nữa sẽ chín rộ, ông Lường Văn Mừng rất phấn khởi và đã sẵn sàng vào vụ thu hoạch. Tôi cũng là người làm điều là rất là lâu năm rồi, mà tôi cũng theo kinh nghiệm của tôi là tôi cũng cứ mọi năm là cứ điều ra bông thì tôi cũng xịt thuốc dưỡng bông, điều ra trái thì điều bắt đầu đậu trái thì tôi xịt thuốc dưỡng trái. Nhưng mấy năm nay tôi cứ xịt đều như vậy, đâm ra là cái vườn của tôi thì năm nào cũng gọi là đạt mọi hecta thì đạt từ 2,5 tấn đến 2,6 tấn. Tôi rất tin tưởng là vụ mùa là năm nay là sẽ được mùa. Giống như hầu hết các vườn điều ở Bù Đăng, 12 hecta điều của ông Nguyễn Tiến Cửu cũng mới bắt đầu có trái chín đầu mùa. Vốn là nông dân sản xuất giỏi, giàu kinh nghiệm, nên ông chăm sóc vườn điều rất kỹ, hạn chế phân bón hóa học, chuyển sang phân hữu cơ, ít dùng thuốc xịt cỏ. Ông cũng đã chuyển đổi gần 4 hecta điều già cỗi sang giống điều ghép. Vụ điều năm nay tuy trễ, nhưng do thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh. Trong khoảng thời gian Tết Nguyên Đán, có một vài cơn mưa trái mùa, nhưng không ảnh hưởng nặng đến sự phát triển sinh trưởng của bông và trái non. Ông dự đoán năm nay bà con sẽ được mùa điều. Riêng vườn nhà ông năng suất bình quân có thể đạt trên 2,7 tấn một hecta. Về mùa điều năm nay 2021 này thì theo bản thân tôi nhận định thấy là có cái khả năng bông tươi, trái đậu nhiều hơn năm ngoái. Nói chung là bà con nhân dân thì rất là phấn khởi hồ hởi vì nhìn nhận thực tế tới trên cái cây điều, cái bông điều và trái điều thì năm nay là nó có cái khả quan hơn, đậu trái nhiều hơn năm ngoái. Mỗi năm từ trước Tết Nguyên Đán, người dân đã bắt tay vào thu hoạch điều. Năm nay tuy vào vụ trễ nhưng vẫn không làm giảm khí thế hồ hởi, phấn khởi nơi bà con nông dân. Tại Bù Đăng, điều đang được các điểm thu mua nhỏ lẻ mua với giá dao động từ 27 đến 28 ngàn đồng 1 kg điều tươi, thấp hơn so với thời điểm đầu vụ năm ngoái. Tuy nhiên, người trồng điều tin tưởng hiện điều mới bắt đầu chín bói. Trong vài ngày tới khi điều rộ, giá điều tươi sẽ nhích lên và duy trì ở mức ổn định. Cái vụ điều năm nay nói chung là nó trúng mùa, nhưng mà ấy thì là nói về cái giá cả thị trường ấy bây giờ không biết là như thế nào. Tôi mong là giá cả thị trường bây giờ nó ổn định và được nâng cao để cho cuộc sống nhân dân chúng tôi là được nâng cao được đời sống hơn. Qua cái nắm bắt tình hình của 16 xã thị trấn trên huyện á thì điều là thông tin về là điều năm nay là bông trái rất là đẹp. Rồi là ra cái ra hoa cũng như là vấn đề đậu trái thì năm nay thấy nó khả quan hơn rất là nhiều so với năm trước. Tuy nhiên thì cái vấn đề là bên hội
cũng khuyến cáo bà con mình là cũng không nên chủ quan mà cũng phải bám sát vô cái vườn để thường xuyên theo dõi để mà xử lý kịp thời những cái tình hình thời tiết có thể là diễn biến phức tạp hơn, có những lúc như có những cơn mưa trái mùa thì mình có cái biện pháp mình xử lý, hoặc là như sâu bệnh thì là nó phát sinh thì mình cứ kịp thời xử lý để cho cái vườn mình nó đạt cái năng suất hơn. Toàn huyện Bù Đăng hiện có hơn 58.800 hecta điều. Thời gian qua do giống điều trồng lâu năm già cỗi cho năng suất thấp nên nhiều hộ đã thực hiện các dự án tái canh, cải tạo trẻ hóa vườn cây. Người nông dân cũng chủ động học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây điều để đạt năng suất cao hơn. Thưa quý vị, mỗi khi người nông dân được mùa trúng giá, chúng ta cũng cảm thấy vui lây. Bởi cả một năm chăm bẵm, họ cũng chỉ có mỗi mùa vụ để trông mong. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để ổn định diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh. Không chỉ người trồng điều, mà người trồng tiêu cũng đang kỳ vọng vào một vụ mùa khởi sắc hơn khi giá tiêu trên thị trường đang trong xu hướng nhích dần lên. Theo tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước, giá tiêu trong những ngày qua đã bật tăng ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố, dao động từ 53 đến 59 ngàn đồng 1 kg tùy vào từng địa phương và chất lượng hạt tiêu. So với thời điểm tuần cuối tháng 2 vừa qua, giá tiêu đã tăng trung bình khoảng 2 ngàn đồng 1 kg. Giá tiêu đang trên đà tăng và tiến đến sát mốc mà Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA dự báo trước đó là có khả năng sẽ đạt mức 60 ngàn đồng 1 kg trong năm nay. Giá tiêu bật tăng có thể thấy sức mua đang mạnh. Các đơn vị tăng cường tích trữ cho vụ tiêu năm nay tại Việt Nam được dự báo sản lượng sẽ giảm mạnh. Nguyên nhân là giá hạt tiêu những năm qua luôn ở mức thấp, khiến nông dân gặp rất nhiều khó khăn, không có tiền tái đầu tư, dẫn đến năng suất liên tục giảm. Liên quan đến cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 đang diễn ra, tại chỉ thị số 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến chủ trương kế hoạch tổng điều tra một cách thường xuyên sâu rộng đến tận thôn ấp, cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với lực lượng điều tra, kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, chỉ đạo công tác tuyên truyền tổng điều tra để các tổ chức cá nhân cung cấp số liệu theo yêu cầu của phương án tổng điều tra. Các cơ quan đảng, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, phi nông lâm nghiệp, thủy sản và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh tích cực tham gia, ủng hộ và phối hợp với Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp hoàn thành tốt cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Thưa quý vị, hôm qua, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt giao nhận quân năm 2021. Các đơn vị tiếp nhận cũng đã sẵn sàng cho công tác huấn luyện, trong đó có tiểu đoàn 208 thuộc trung đoàn 736, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đơn vị nhận 420 tân binh được tuyển chọn nhập ngũ năm 2021 từ các địa phương trong tỉnh. Đa số thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 22, có trình độ văn hóa, có sức khỏe và phẩm chất chính trị tốt. Đặc biệt có 9 thanh niên là đảng viên. Công tác tiếp nhận, tổ chức biên chế tân binh vào các đơn vị được tiến hành nhanh gọn, đảm bảo đúng kế hoạch. Từng đơn vị đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới, thời gian qua, tiểu đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị như thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng. Đội ngũ cán bộ khung huấn luyện được tuyển chọn tập huấn thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ năng lực quản lý. Trong thời gian huấn luyện, các tân binh sẽ được giáo dục chính trị, huấn luyện những nội dung cơ bản về quân sự. Thưa quý vị, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục. Mặc dù chúng ta đã đạt được một số kết quả, nhưng diễn biến dịch bệnh phức tạp đòi hỏi tiếp tục các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong năm 2021. Và các bộ ngành cũng đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá những tác động của dịch bệnh đầu năm 2021 rất khác so với năm 2020. Các giải pháp về phòng chống COVID-19 năm 2021 đã có sự thay đổi
cập nhật và tiến bộ hơn. Đặc biệt là Việt Nam đã có những điều chỉnh rất phù hợp với tình hình, gắn với mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Đối tượng bị tác động trong xã hội cũng có sự thay đổi so với thời điểm trước đây. Thị trường trong nước dần được khôi phục. Các đối tượng bị ảnh hưởng nặng đã thu hẹp lại, gồm ngành du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch như lữ hành, khách sạn, lưu trú, ăn uống và một số doanh nghiệp vận tải, trong đó có vận tải hàng không. Trên cơ sở này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành công văn gửi các bộ ngành liên quan để nghiên cứu, trong đó có lưu ý đánh giá tác động của dịch bệnh đối với các hoạt động thuộc từng lĩnh vực, đánh giá các giải pháp, ra soát các đối tượng để chính sách đi đúng chỗ, khả thi. Trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp nghiên cứu, có tham khảo ý kiến các chuyên gia kinh tế trước khi báo cáo Chính phủ. Thực tế thì trong năm 2020, các gói hỗ trợ cũng đã có phần giúp nước ta hạn chế được tác động tiêu cực của COVID, duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Và nhờ những thành tựu trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam đã tăng 3 bậc lên vị trí thứ 47 trên 100 trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực mềm do tổ chức tư vấn Grand Finance của Anh thực hiện, được công bố mới đây. Điểm tổng thể của Việt Nam là 33,8 trên 100. Về mức độ nhận diện, Việt Nam ghi được 5,3 trên 10 điểm. Trong khi uy tín toàn cầu và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế lần lượt là 5,5 và 3,3 điểm. Tại châu Á, Việt Nam là nước có tầm ảnh hưởng lớn thứ 9. Đáng chú ý, Việt Nam là thành viên duy nhất của ASEAN được nâng hạng trong báo cáo năm nay của Grand Finance. Theo báo cáo của tổ chức này, dù không quá nổi bật trong các lĩnh vực thương mại, quan hệ quốc tế, truyền thông, giáo dục và khoa học, song Việt Nam lại đạt thành tích rất ấn tượng trong nỗ lực chống COVID-19 với số ca nhiễm và tử vong vì đại dịch thấp đáng kinh ngạc. Thông thường thì sau Tết là lúc chúng ta hay đi du lịch, nhưng năm nay thì do ảnh hưởng của dịch COVID, hoạt động này đang rất hạn chế. Vậy thì chúng ta hãy đi du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy. Vậy thì xin được mời anh Công Thanh và quý vị cùng đến với Tây Bắc. Tháng 3 khi mà hoa đào, hoa mận đã tàn phai, núi rừng Tây Bắc lại ngập trong sắc trắng muốt của hoa ban. Hoa ban bung nở trên khắp những cánh rừng, sườn đồi, bên những bản làng hay những con đường đã tạo nên khung cảnh lãng mạn, thi vị đặc trưng của mảnh đất Tây Bắc khi vào xuân. Thời điểm hiện tại, hoa ban đã bắt đầu bung nở trắng muốt trên khắp núi rừng. Hoa ban Tây Bắc mang vẻ đẹp hoang dại thuần khiết với sắc trắng muốt, tinh khôi và lẫn nét phớt hồng. Trong tâm thức của người dân Tây Bắc, hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp, đây còn là biểu tượng bất diệt cho tình yêu son sắc thủy chung của những chàng trai cô gái nơi dẻo cao, gắn liền với câu chuyện về nàng ban và chàng khum. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến với mảnh đất Điện Biên thời điểm này không khỏi ngất ngây. Hoa ban bắt đầu nở vào khoảng giữa tháng 2 dương lịch và nở rộ vào tháng 3. Năm nay cũng là năm thứ hai liên tiếp do dịch COVID-19 nên lễ hội hoa ban phải tạm dừng. Tuy nhiên không vì thế mà hoa ban ngừng khoe sắc trắng tinh khôi trên khắp núi rừng Tây Bắc mùa xuân. Rời Tây Bắc, mời quý vị cùng đến với phía Tây bán cầu và check-in tại thác nước Niagara. Đợt bão tuyết và lạnh giá bất thường vừa qua tại Mỹ đã làm thác nước này trở thành thác băng tuyết đẹp hùng vĩ chưa từng có. Đây cũng trở thành địa danh gây sốt trên mạng xã hội và rất nhiều người đến để check-in. Một khung cảnh đẹp chưa từng thấy như trong truyện cổ tích. Cầu vồng nổi lên từng chút một sau thác băng Niagara đẹp lung linh tựa chốn tiên cảnh. Đây cũng là lý do khiến rất nhiều người muốn đến nơi tuyệt đẹp này để check-in. Với hơn 168.000 mét khối nước rơi xuống mỗi phút vào thời điểm nhiều nhất và trung bình gần 110.000 mét khối mỗi phút, Niagara là thác nước mạnh nhất ở Bắc Mỹ. Tại Ấn Độ, bất chấp nền kinh tế được dự báo sẽ suy giảm sâu trong tài khóa hiện nay, kết thúc vào tháng 3 này, câu lạc bộ các tỷ phú của Ấn Độ đã có thêm 40 người gia nhập trong năm ngoái, nâng số người trong danh sách này lên 177 người. Báo cáo xếp hạng tỷ phú toàn cầu, ông Mukesh Ambani tiếp tục là người Ấn Độ giàu nhất với tài sản ròng trị giá 83 tỷ đô la Mỹ.
Điều đáng lưu ý là danh sách tỷ phú Ấn Độ dài ra đáng kể trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia Nam Á này được dự báo sẽ giảm hơn 7% do tác động của đại dịch COVID-19. Đối lập với danh sách người giàu tiếp tục giàu thêm, các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 đã tác động mạnh đến cuộc sống của người nghèo Ấn Độ. Hãng ô tô Volvo của Thụy Điển sẽ chỉ sản xuất xe chạy điện vào năm 2030 và bán trực tuyến. Thông báo được đại diện hãng đưa ra vào ngày hôm qua, trong bối cảnh nhu cầu về xe không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính ngày một tăng. Cụ thể, Volvo dự định chỉ bán ô tô chạy hoàn toàn bằng điện và loại bỏ mọi thiết kế trang bị động cơ đốt trong, bao gồm cả động cơ hybrid trong danh mục đầu tư toàn cầu. Volvo đặt mục tiêu hơn nửa số xe của hãng sẽ chạy bằng điện vào năm 2025, với doanh số bán hàng trực tuyến chiếm một nửa. Việc chuyển sang bán trực tuyến sẽ đảm bảo minh bạch trong định giá, cũng như mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Với kế hoạch tham vọng này, Volvo là một trong những hãng xe mới nhất có kế hoạch từ bỏ nhiên liệu hóa thạch trong thời gian tới. Jaguar Land Rover, thương hiệu sản xuất xe hơi sang trọng thuộc sở hữu Ấn Độ và tập đoàn Ford của Mỹ, cũng đang hướng tới cùng mục tiêu. Minh Tuyết này là Minh Tuyết đã từng nghe đến môn dù lượn hay chưa? Minh Tuyết đã từng đọc và biết đây là một môn thể thao khá mới mẻ tại Việt Nam của chúng ta, chứ thực tình là chưa tận mắt được nhìn và trải nghiệm cảm giác được bay trên không trung. Thật ra thì Công Thanh cũng giống như Minh Tuyết là Công Thanh cũng chưa từng trải nghiệm bay lượn trên không, thỏa sức chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên từ trên cao. Chính vì vậy mà Công Thanh ao ước là được thử nghiệm với môn thể thao này. Nhưng trước hết thì Công Thanh phải đi học để mới có thể điều khiển được môn dù lượn được. Vậy thì Minh Tuyết xin được mách anh Công Thanh và quý vị khán giả một địa chỉ. Đó là quý vị có thể liên hệ với anh Cao Hà Tân, giám đốc công ty đào tạo dù lượn VNAA, từng đi du học tại Pháp rồi trở về làm việc tại Việt Nam với mức lương $1,000. Nhưng rồi với tình yêu bầu trời, chàng trai 8X này đã quyết tâm mở công ty đào tạo thể thao hàng không, mà cụ thể đó là môn dù lượn. Lựa chọn môn thể thao thú vị rất hữu ích cho việc cải thiện sức khỏe cũng như giảm stress trong cuộc sống, đang là xu hướng của những người trẻ ưa thích thể thao mạo hiểm và cảm giác bay trên không trung. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu về môn thể thao đang rất được ưa chuộng này. Bạn có mong muốn được bay lượn trên bầu trời như cả ngàn mét và tận hưởng chút cảm giác phiêu lưu sau những giờ làm việc căng thẳng, tài tình? Môn thể thao đã rất phát triển trên thế giới. Trong 30 năm qua, này đã có mặt tại Việt Nam và có cả nơi đào tạo chuyên nghiệp là Vietnam Airbus Academy với giáo trình được viết riêng để phù hợp với địa hình miền Nam Việt Nam. Và em thấy rất là hay là bây giờ Việt Nam mình càng ngày càng có những cái bộ môn mà trước đây không có. Với lại thậm chí những người bạn nước ngoài của em cũng rất là ngạc nhiên khi mà tụi em có thể học được môn dù lượn ở Việt Nam. Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt bởi vì chắc chắn là rất nhiều người sẽ thích tham gia. Thì thật sự là lúc đầu thì cũng rất là lo lắng tại vì mình là thuộc tiếp người sợ độ cao. Nên mà sau bà xã cũng chia sẻ rồi cũng kêu đi là mình khi mà được tham gia vào lớp á, thì khúc đầu thì cũng hơi ngỡ ngàng. Nhưng càng về sau thì mình cảm thấy được cái sự an toàn của cái cánh dù và tất cả mọi thứ nó đều có những cái kỹ thuật để mà mình kiểm soát được khi mình ở trên không. Thì điều đó giúp cho mình tự tin dần hơn và từ đó mình có thể tham gia được cái môn dù lượn này và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần được đi bay như thế. Không chỉ là môn thể thao hàng không giải trí, dù lượn có tính cạnh tranh và mang tính chuyên nghiệp cao với các giải thi đấu trên khắp thế giới. Chính vì thế, nếu được tạo điều kiện, dù lượn còn có thể mang đến những lợi thế về du lịch cho Việt Nam trong tương lai. Khi đây là môn thể thao phát triển chính tại châu Âu, với số lượng người chơi lên đến hàng trăm ngàn người và trở thành cứu cánh cho các điểm du lịch trên núi cao tại Pháp, Đức, Anh mỗi khi không có tuyết rơi. Nó là một sản phẩm du lịch cực kỳ mới và cực kỳ hay. Người Việt Nam mình khoe là cảnh đẹp mình đẹp, xong rồi hấp dẫn nước ngoài đến để xem. Nhưng bản chất khách nước ngoài du lịch họ đến, họ quay lại mới là cái thứ quan trọng nhất. Và chính tôi nghĩ là cái môn thể thao dù lượn này sẽ là cái sức hấp dẫn mới và thay đổi được cái sản phẩm du lịch mới của Việt Nam. Là thay vì chúng ta chỉ là đến để nghỉ dưỡng và chúng ta đến để du lịch, thì nếu chúng ta mở được cái sản phẩm mới này ra thì chắc chắn là cái ngành du lịch Việt Nam mình sẽ có một sản phẩm hấp dẫn rất là mới.
Hy vọng trong tương lai không xa, bộ môn thể thao thú vị này sẽ ngày càng phát triển, không chỉ tạo sân chơi cho giới trẻ mà còn mở ra nhiều cơ hội cho du lịch Việt Nam. Sau những phút bay bổng với dù lượn, giờ là lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt khán giả của Cà Phê Sáng vì thời lượng sáng nay đã hết. Chương trình Cà Phê Sáng được phát sóng trên kênh VPTV1 và các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Ngay lúc này quý vị có thể truy cập vào website Báo Bình Phước online tại địa chỉ www.baobinhphuoc.com.vn và các trang fanpage Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước hoặc kênh YouTube Truyền hình Bình Phước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ sáng mai để tiếp tục khám phá những thông tin hấp dẫn trong Cà Phê Sáng.